ông nghe một câu chuyện về Bác Hồ nữa. Câu chuyện có tên là Vòng tròn rễ đa. Một buổi sớm như thường lệ, Bác dậy tập thể dục rồi đi dạo trong vườn. Đến một gốc đa, Bác thấy một đoạn rễ đa dài bị đứt, rơi trên mặt đất. Bác đứng tần ngần một lúc rồi quay lại bảo đồng chí phục vụ đi cùng. Chú đem cuộn nó vào và chăm cho nó mọc tiếp. Đồng chí phục vụ vâng lời, chôn một đoạn đầu rễ xuống đất. Trong thấy thế, Bác bảo, không phải vậy, chú nên làm như thế này nè. Bác vừa nói vừa cuộn đoạn rễ đa đó thành một vòng tròn to. Đồng chí phục vụ làm theo sự hướng dẫn của Bác, cuộn tròn đoạn rễ đa lại và buộc cho nó tựa vào hai cái cọc. Sau khi đã làm xong, đồng chí phục vụ không hiểu Bác đã làm gì để làm gì, liền hỏi, thưa Bác, làm thế này để làm gì ạ? Bác khẽ cười gật gật đầu, rồi chú khách biết. Ít lâu sau, đoạn rễ đa bám rễ và phát triển rất tốt. Có một điều thú vị là đoạn thiếu nhi vào ra thăm vườn Bác, không ai bảo ai, bạn nào cũng thích thú chui qua cái vòng tròn rễ đa xinh xắn kia. Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ra ý nghĩa câu nói rồi chú khắc biết của Bác. Qua câu chuyện này cho chúng ta một bài học: Bác Hồ là một người có tình yêu thương bao la với mọi vật. Một chiếc rễ đa rơi xuống đất, Bác cũng muốn trồng lại cho rễ mọc thành cây. Trong cái rễ cây, Bác cũng nghĩ cách trồng thế nào để cho cây lớn nhanh, thành chỗ để các cháu vui chơi và học tập. Dù bận trong công nghìn việc, nhưng Bác vẫn luôn nghĩ đến các cháu thiếu nhi. Bác biết các cháu thiếu nhi hiếu động, sẽ thích chơi trò chơi chui qua vòng rễ cây. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi đó các con. Tôi chúc các